Cảm ơn ông Đào Minh Thành. Tiếp theo, đồng đội nữ hạng nhất trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, hạng nhì trường Đại học Văn Lang, đồng hạng ba trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, trường Đại học Sài Gòn. Xin mời các đồng chí chúng ta xin đang trao giải bóng bàn. Có gì không, nhà ai vậy? Chị có nhầm số không vậy? Đánh với ai vậy? Đúng rồi, em là quản lý cơ sở. Anh vuốt cái tóc lại. Đánh số của ai vậy? Chúng tôi xin mời Lâm Ca Ngọc Sơn phát trả lời trong đội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đơn nam, hạng nhất Ôn Kim Mỹ, trường Đại học Thể dục Thể thao. Hạng nhì, Trần Văn Quốc, Đại học Thể dục Thể thao. Đồng hạng ba, mọi người cái anh chào em học trò nữa nè, đó đầy đủ các học trò đến. Chào đại gia đình dấu yêu. Bây giờ xin chào Nam Vương của cõi Ngọc Sơn ngày 2 và thi ca sĩ Dấu Mặt đó. Ở đây Hồ Phương Liên có đầy đủ hết. Bây giờ đại gia đình đó, đây đạo diễn Triệu Biêu, đạo diễn kia là làm cái bà cái nào là Triệu Biêu cái đó. Cả nhà xe về đi, chú Ngân bà sẽ hát tặng mọi người. Hạng nhất Nguyễn Khoa Dự Đánh, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hạng nhì Hồ Phương Liên, Đại học Sư phạm. Phương Liên lên nhận giải. Nhận giải kìa. Hạng ba Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Xin mời danh gia Ngọc Sơn trao giải.
sau đây để trân trọng đến các nhà báo, những người đóng góp rất nhiều cho các hoạt động thể dục thể thao. Em đến đây rất là nhạc lên. Lại. 1, 2, 3. Cho coi cái cúp nè, khoe với mọi người. Ngồi bút kim cương. Sau đây xin mời vận động viên, các khán giả chúng ta cùng hát giao lưu với anh Trang Hồng Sơn. Xin mời xuống dưới nhà thi đấu ạ. Nè cầm. À, cả nhà ơi, các em cầm cho mấy, ở nhà cái cầm cho xuống dưới mình quay bài, hát một bài sung để mà quay hình ảnh có báo cáo tin để đưa lên cái ngày thật là vui của chúng ta. Các bạn đồng ý không? Oh,
Xin mời tất cả mọi người đến quan ngọc bên đây. Xin mời mấy em vận động viên về bàn ban tổ chức lần này thưởng của giải của bạn sinh viên và các bạn sinh viên. Anh phát tiền nhỉ? Cái không phát tiền chưa? Ta Lê Thương. Lê Thương. Không nghe. Rồi ok. Đây là đang cho tiền thưởng nha. Nhì.
Nhất đồng đội nam 6 triệu. Nhất đồng đội nam 6 triệu của thương nam. Trung lãnh đạo cục an ninh rất là mê con bà mê lắm và cũng rất là hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Diệu. Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Diệu
đâu có đẹp. Rồi anh bye bye đi. Chào tạm biệt mọi người. Ngày mai hẹn gặp cả nhà tại Hải Phòng và Bắc Ninh nha.